Thưa quý vị, sau những nỗ lực tạo điều kiện của chính quyền địa phương, đến nay tình hình thu hút đầu tư, mở rộng kinh doanh, sản xuất tại tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng lên qua từng tháng. Chỉ tính riêng trong tháng qua, Long An có gần 140 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký trên 1.460 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp được thành lập mới từ đầu năm đến nay là gần 680 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký hơn 7.900 tỷ đồng. Ngoài ra, trong tháng 5, có gần 600 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký gần 180 tỷ đồng. Nâng số hộ kinh doanh mới thành lập từ đầu năm đến nay gần 2.500 hộ. Cũng trong tháng qua, toàn tỉnh cấp mới 12 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư gần 3.190 tỷ đồng. Nâng tổng dự án cấp mới từ đầu năm đến nay là 23 dự án với tổng vốn đăng ký mới là hơn 17.100 tỷ đồng, tăng hơn 4.600 tỷ đồng so với cùng kỳ.